Hayley, trước hết xin cảm ơn cả nhà thân yêu đã quay trở lại kênh của Hayley. Đầu kênh, Hayley kính chúc cho gia đình mình được nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc, vui vẻ. Hayley cảm ơn thời gian vừa qua, gia đình mình luôn luôn ủng hộ cho kênh của Hayley. Và không những vậy, và lúc nào cũng theo dõi và lo lắng cho sức khỏe của Hayley. Cũng như lúc nào cũng gửi những lời chúc và bình an đến cho Hayley. Và 3 ngày trước nơi của Hayley á có động đất và không biết tại sao mà có một số anh chị bên Việt Nam cũng biết tin này và có nhắn tin và hỏi thăm Hayley có sao không này kia khi nọ. Hayley cũng xúc động lắm. Hayley cảm ơn những tình cảm của mọi người đã dành cho Hayley. Dạ xin thưa là động đất lần này bên Hayley á cũng may là không có nặng lắm cả nhà, nó nhẹ, nó nghe liền nghe nói là nó có 500 mấy thôi à, nó nhẹ lắm. Và thật sự ra thì bữa đó Hayley không có biết là động đất là tại vì cả nhà biết là nó rung nhẹ, Hayley thì không có cảm giác, cho nên Hayley không có cảm giác được mà nó rung. Chỉ có cháu của Hayley và gia đình Hayley với chồng Hayley biết. Cho nên chồng Hayley gọi về hỏi Hayley có sao không. Thì lúc đó Hayley mới bỡ ngỡ. Hayley nói trời, em đâu có biết là động đất đâu. Đó. Thì ban đầu cũng tưởng anh vẫn chơi. Nhưng mà có. Đó thì nhưng mà không sao. Nhưng cả nhà lần này nó nhẹ. Không sao. Từ lúc Hayley qua Mỹ đến nay á, cũng bị động đất mấy lần luôn. Lúc trước thì Hayley có cảm giác được. Nhưng mà lần này Hayley không có cảm giác được. Thì cái đó là một sự may mắn chứ không có gì hết á. Thì đó thì trước gần thì Hayley cảm ơn cả nhà đã quan tâm và gửi lời hỏi thăm Hayley. Hayley không sao mà tại sao tới giờ Hayley mới đăng video báo bình an là tại vì mấy ngày nay gia đình Hayley không phải mấy ngày nay nữa mà cả hai tuần mấy ba tuần luôn á, gia đình Hayley ai cũng bị bệnh hết á. Chỉ có Hayley tới mấy nay mới là dính thôi à. Nó bị lây bệnh á. Đợi tới giờ này mới lây thôi. Chứ ai cũng ho cổn cả tháng trời. Rồi Hayley tưởng là Hayley không có bị bệnh. Nhưng mà rốt cuộc Hayley là người lây cuối cùng. Nhưng mà trời độ Hayley lây cũng không có nặng gì mấy cả nhà. Cũng không có ho nhiều như họ. Chỉ là nhẹ nhẹ thôi à. Nhưng mà nó cũng đủ làm cho Hayley nằm suốt ngồi gì không nổi cả nhà. Rồi nhưng mà Hayley trong lòng cũng bức rứt lắm, cũng nói là 3 ngày nay mà giống như không có báo bình an coi cho cả nhà thì Hayley cũng khó chịu lắm. Thì thôi bây giờ Hayley gắng ngồi đây làm một cuốn video để báo cho anh chị biết, ông bà cô chú là Hayley bình an, động đất không sao. Nhưng mà động đất á, thì nói tính động đất á, thì Hayley có chia sẻ là lúc mà mình mới qua Mỹ á, mình đi học á, cái việc đầu tiên á, là trong lớp á, họ dạy cho mình á, cái cách mà giống như là lúc mà động đất á, là mình phải làm gì. Tại vì cái đó rất là quan trọng. Và thứ hai nữa, nếu như mà có lửa cháy á, là mình phải làm gì. Đó là hai cái đó là nhà trường lúc nào họ cũng luyện cho mình trong trường hết cả nhà. Giống như lâu lâu là có cái chuông, tiếng chuông của nhà trường á, réo lên là mình phải chạy đi tập trung này kia nọ. Là giống như mình đang tập vợt là động đất, mình đang tập vợt là đang bị cháy vậy đó. Nó bên đây mấy cái đó rất là kỹ. Thì đến khi mà động đất á, chúng ta sẽ làm gì? Có hai chỗ mà chúng ta nên trốn. Có nghĩa là có cái bàn á cả nhà. Thì là mình trốn, mình chui với cái bàn á, mình ngồi với mình trốn. Thứ hai nữa là cả nhà thấy không? Cái cửa đó đó. Nó cái cửa đó đó là mình đứng ngay ở giữa đó đó, đứng ngay ở giữa đó đó. Là mình dang hai tay ra, mình đứng ngay ở giữa đó đó. Nó nhà tại vì cửa phòng hay là cửa gì cũng được nữa. Là mình cứ đứng ở giữa đó mình dang hai tay ra. Nó mà mình trốn cái góc đó là góc thứ hai. Thì đó là hai chỗ mà chúng ta nên trốn. Nếu như động đất. Hay là nhớ cái thời lúc trước tin báo động nói là California hình như là 2000 mấy ta? 2010 hay là 2020 hả?
No, hình như 2000, năm 2000, đúng rồi, năm 2000. Lúc đó báo động là California, có nghĩa là tiểu bang của Hailey á, nó sẽ sink xuống dưới biển, động đất á. Tại vì cái chỗ Hailey nó là cái bệnh của biển á, cái nhà. Cho nên á, tại biển ở đây á, mà mình đi thẳng là về tới Vũng Tàu, Việt Nam luôn á nha. Cái nhà lúc trước Hailey ở á, là ở ngoài trước nhà Hailey là cái mặt biển, là cái biển đó, nếu mà mình thả tàu mình đi thẳng về đó là sẽ tới ở Vũng Tàu Việt Nam 7 ngày sẽ tới cái nhà đó. Cho nên Hailey mà ở nhà đó đó, Hailey luôn lúc nào cũng hướng về biển đó, hướng về Việt Nam hết. Vui lắm. Cho nên ba Hailey chết đó cũng thả tro đó nữa, tại vì nơi đó cái nơi gần gũi nhất mà ba Hailey có cảm nhận được là ổng sẽ về Việt Nam đó. Thì thì nói tới cái thời đó là báo động là cái tiểu bang Hailey nó sẽ bị giống như chìm xuống biển. Lúc đó mẹ Hailey thắt cười, lúc đó ba sẽ chết đó. Ba đang suy nghĩ tới là mình nên đi cái tiểu bang nào để mà mình trốn cái sự động đất này. Thì mình ngồi mình suy nghĩ tới suy lui, tiểu bang nào nó cũng có cái hại của nó hết trơn á. Đòi đi Houston, Texas đó, thì nơi đó là bị bỏ lụng. Đi mấy tiểu bang kia thì bị giống như cuốn sấy hurricane, như là bị giống như là nó sấy, nó cuốn cuốn nó hút mình lên trời cả nhà đó. Cái đó ghê lắm, cái đó gọi là gì hay là quên, sấy gì hay là quên rồi. Tiểu bang kia thì tuyết không. Nói tóm lại tiểu bang nào nó cũng có một cái sự hại của nó. Cái nhưng mà mẹ hãy liền nói bây giờ duy nhất là mình trốn về Việt Nam đi là mình sẽ được sống thọ hơn. Lúc đó có sợ tại tiểu bang này nó báo động mà nó sẽ chết. Cái lúc đó hãy liền nói gây giờ bà muốn thì con mua vé cho bà về Việt Nam chứ ở đâu mà suy nghĩ tới cái chuyện đó. Dòng trời kêu ai nấy dạ, rồi tiểu bang nào chết thì chết thôi chứ gì đâu, chẳng lẽ chạy đâu mà cho thoát. Đó, thì sống tới đó, hôm nay là 2023 đó, tiểu bang Hải Ly cũng còn trên đây, nó đâu có chìm như nước biển gì đâu, cũng có động đất mấy lần luôn nhưng mà nó cũng nhẹ chứ không có nặng. Cái mà nặng nhất là nó hơi gớt đồ xuống chút thôi chứ không có lên nổi mà làm cho cái nhà của mình nó bị sập đổ đó. Thì nhà này cũng phải mua bảo hiểm động đất nữa nha. Mua bảo hiểm cháy cũng có, mua bảo hiểm động đất cũng có, nó tóm lại nó đủ bảo hiểm hết trơn á nha, nó đủ thứ để mà cho mình tốn tiền hết trơn. Ở Việt Nam á, nhà mình thì tốn tiền điện tiền nước ha, còn bên này hả, tiền điện tiền nước tiền bảo hiểm. Bảo hiểm thì bảo hiểm một cái thôi, phải bảo hiểm nhà là động đất, bảo hiểm lửa, bảo hiểm lum lá chứ. Nó rẻ cho mình tốn tiền, bởi vì mình làm như cũng trả tiền nhà không cũng đủ chết nữa. Bên đây tiền nhà nặng lắm cả nhà, bên đây tiền nhà rất là nặng luôn á. Nói hết liền một cái paycheck của mình ra, có nghĩa là một cái lương của mình ra là hả, thấy liền thấy hả 70% chiếm hết là tiền nhà với tiền này tiền kia hết trơn, còn có 30% tiền ăn với tiền này tiền nọ thôi à. Đó. Thì nó tóm lại là ai nói động đất, nhưng mà thật sự ra từ lúc Hailey qua bên Mỹ sống tới bây giờ, Hailey chưa lần nào sợ hết đó cả nhà, chưa lần nào sợ. Có nhiều người nhắc tới tiểu bang Hailey bị động đất họ sợ, họ không dám ở đây, nhưng mà thật sự Hailey từ lúc qua bên Mỹ sống, Hailey chưa suy nghĩ đến cái vụ mà sợ động đất đó. Tuy nhiên mà hồi xưa trước khi mà Hailey qua Mỹ, cái thời đó động đất rất là lớn luôn đó nha, cầu cầu cao tốc nó sập xuống luôn á nhà, nó đè dẹp chết biết bao nhiêu người. Mà nói cái thời đó nguyên cây cầu nó bị sập đổ hư, lúc đó là tai hại rất lớn, nước Mỹ tai hại rất là lớn, cái năm đó là 1900 mấy Hailey quên rồi. Mà chồng Hailey anh kể cái thời đó anh còn nhỏ đó, anh đang ngồi trên cầu tiêu á, anh để hai tay chặn cái cửa nó, anh nói má ơi má, đó là cái thời đó là ảnh đang ngồi cầu tiêu hết cửa chứ. Thì đó, thì Hayley cảm ơn các anh các chị gửi tin nhắn biết bên này động đất thì hỏi thăm về Hayley. Hayley xin lỗi, thật sự Hayley xin lỗi, là đáng lẽ là Hayley nên làm một cuốn video báo bình an sớm nhất nha cả nhà, nhưng mà tại bệnh quá Hayley làm không nổi cả nhà, Hayley làm không nổi cả nhà, tha lỗi cho Hayley nha. Thì nãy giờ thật sự ra Hayley rất là buồn và rất là chạnh lòng, giờ này Hayley cũng vẫn chưa ăn nữa. Là Hailey theo dõi cái gia đình chị Vân này bên cái phong cơ phong kênh
Phong Nguyễn nha, cái nhà Phong Nguyễn. Thì Hailey mấy 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 tuần nay có theo dõi cái gia đình của người này. Hailey thấy là Việt Nam á nhiều cái cách họ xưng hô ngộ cả nhà, giống như người lớn tuổi hơn cái người đó mà vẫn kêu người đó là chị, hay là người đó lớn hay là lớn thì vẫn kêu người đó bằng anh, trong khi đó là giai cô hay giai này giai nọ ha. Giống như Hailey coi YouTube, Hailey thấy nhiều cái cách xưng hô họ bị đảo lộn hết đó cả nhà. Thì giống như em này là 28 tuổi là em Văn. Phong Nguyễn là 35 tuổi thì ngược lại kêu bằng chị Vân, thì Hailey thấy nó cũng ngộ quá, kỳ quá. Thì nó tóm lại thì Hailey theo dõi gia đình của em Vân thì rất là thương cho gia đình em ấy, và em ấy bị bệnh ung thư á nha. Ung thư gì mà nó ăn hết, nó bị ăn trống rỗng chỗ này luôn á nha. Chỗ này nó trống rỗng luôn, nú không còn, gân không còn, trống rỗng luôn. Và em ấy cũng có một cái thai 31 tuần trong bụng á, là bác sĩ phải bắt mổ ra để lấy em bé ra. Nhưng mà em bé không có sống được cả nhà, tại vì sinh non quá. Rồi em bé trong bầu thai bị dị tật nữa. Thì đó, thì mấy tuần nay Hailey liên tiếp theo dõi gia đình đó, và Hailey rất là thương bé Diễm, tức là bé đứa con gái của em Vân á. Bé ấy rất là thiếu thảo và học giỏi, và 11 tuổi rất là dễ thương. Thì Hailey cũng có gửi về tiền, Hailey cũng có gửi tiền về là mong là tại vì mẹ thì đã được Mạnh Thường Quân cho nhiều tiền lắm rồi để trị bệnh. Nhưng mà Hailey thấy đối với Hailey bé ấy á, vì gia đình nghèo và ai cũng giống như là focus, nghĩa là chú tâm đến việc mà chữa bệnh cho mẹ quá, mà đối ngược lại Hailey thấy là bé cũng bị thiệt thòi quá. Thì Hailey có gửi tiền về mong là tiền đó là bé được tiền hàng, giống như là đi ra chơi, đi học, đi ra chơi. Tại hồi xưa Hailey đi học Việt Nam, Hailey cũng biết cái giờ ra chơi là mình cần phải có tiền ăn uống trái cây này kia nọ, ăn bánh, ăn uống nước rồi. Hồi xưa nhà Hailey cũng nghèo cho nên ăn uống cũng không có được thoải mái, cho nên Hailey hiểu cái cảm giác nhà nghèo mà đi học mà không có tiền ăn uống đó nha. Thì Hailey rất là thương bé Diễm, và Hailey có gửi tiền về là mong là cái số tiền của Hailey nó nhỏ so với những cái tiền Mạnh Thường Quân cho. Thì Hailey gửi về 100 đô là, nhưng mà mong là tiền nó bé được tiền hàng đi học này kia nọ, mua sách vở rồi đó. Nhưng mà hôm nay Hailey buồn là tại vì mẹ của bé ấy đang hấp hối cả nhà, đang hấp hối á, mà có người chồng á. Thì nếu như cả nhà mà xem kênh của Phong Nguyễn, theo dõi em Văn á, em Phong thì để cái tựa đề là chị Vân, nhưng mà thật sự là có 28 tuổi thôi, cho nên Hailey gọi là em Vân đó. Thì cả nhà sẽ thấy và hiểu được cái người chồng đối xử với vợ như thế nào, chứ Hailey ở đây không có kể. Thì bây giờ là Hailey đang hồi nãy mới cho coi video là em ấy đang hấp hối, Hailey đang đợi cuốn video kế tiếp. Rất là buồn, Hailey rất là buồn, là tại vì thấy săn sẵn đó cả nhà, rồi cái muốn đi giờ nào là đi giờ. Rồi hồi cái trường hợp hồi tuần trước hay là tháng trước nữa, có cái chị này cũng là, không có chị nữa, cũng là em Tuyền, cũng nhỏ tuổi hơn Hailey nữa, nó cũng ra đi bỏ lại cũng đưa ba gái 6 tuổi nữa cả nhà. Đó, Hailey cũng theo dõi bệnh tình, cũng nằm đó này kia nọ, cũng dậy cái ra đi là ra đi rồi cả nhà. Cho nên hồi nãy Hailey có tâm sự với chồng Hailey á, Hailey cũng có nói rồi, Hailey nói là anh biết không, mấy hôm gài em cũng có tâm sự với ông bà cô chú anh chị bên kênh YouTube của em á, là trường hợp giống như những cái trường hợp này nè, em coi nè, em theo dõi nè, họ bệnh nhưng mà họ không có cái ngày mà sống đến già được, họ bệnh là cũng phải có ngày họ ra đi. Em bây giờ em không biết em làm sao nữa anh. Thì anh cũng nói bây giờ anh cũng đang là bắt đầu anh sợ nghĩa cả nhà. Là giống như bây giờ Hailey bệnh tình vậy á, thật sự không biết là Hailey sẽ đến đâu và đến đâu nữa. Nhưng mà Hailey mong là Hailey sẽ sống để cho thấy con của Hailey nó được giống như là mạnh khỏe, lớn, khôn, rồi học thành tài này kia nọ nữa cả nhà. Mấy hôm ngày Hailey cũng nói ước mơ của Hailey với chồng Hailey nữa. Hailey nói ước mơ với chồng Hailey là con Hailey mà
học thành tài mà biết tự chăm sóc cho mình rồi á. Ước mơ của em á là em muốn đi mỗi một cái nước như vậy, giống như là nước Thái nè, Hàn Quốc nè, Nhật nè, để mà sống mỗi một nước như vậy. Là hay liền muốn sống ở đó khoảng chắc 1 năm, 2 năm, hay là 2 năm, 3 năm gì đó, để mà mình có thể được hưởng thụ những món ăn, những này kia của cái người của họ. Hay liền nói với chồng hay liền là hay liền ước mơ vậy đó, nhưng mà không có việc sự thật, không không biết có làm được hay không nữa. Tại vì ba Hải Ly hồi trước khi lúc mà ổng bệnh đó, ổng cũng ước mơ là ổng sẽ mua một chiếc xe RV chở mẹ Hải Ly đi khắp nước Mỹ đó. Nhưng mà ổng mới vừa nói lên ước mơ, cái mẹ Hải Ly cũng tôi cũng muốn cái bùm qua ngày sau ổng ngủm gù đèo cả nhà, nhanh lắm đó. Cho nên Hải Ly thấy cho nên Hải Ly cũng khuyên chồng Hải Ly nữa, cuộc sống của mình đó, thật sự ra nó khác một phút một giây cả nhà. Sự sống với sự chết nó khác xa 1 phút 1 giây cả nhà. Cho nên nó mình nó yêu thương ai được, mình hãy gắng cố gắng yêu thương, mình đừng có sân si, mình mà có giận nóng giận cái gì đi nữa, mình cũng hãy gắng kiềm chế và nguội lại và suy nghĩ lại mình nóng về cái việc đó nhưng mà nó đưa mình có lợi ích gì. Mình nóng nảy mình chỉ làm cho bản thân của mình nó mệt nhọc, nó khó chịu, hơn là mình cứ suy nghĩ là mình hãy buông thả nó đi, mình hãy cho nó đi qua đi, là mình thấy con người mình nó nhẹ nhàng, nó sống thanh thản liền à. Nó Hải Ly cũng lúc nào cũng khuyên chồng Hải Ly tập sống vậy đó. Đó, tại vì Hải Ly sống như vậy Hải Ly thấy rất là con người mình rất là khỏe, nó nhẹ thoải mái, giống như mình không có sân si, mình không có giận ai, mình không có buồn ai, mình không có nóng. Một khi mà Hải Ly có nóng cái gì đi nữa thì Hải Ly cũng nóng, nhưng mà thôi kìm xuống đi. Hay là tự nhủ bản thân nó như vậy cả nha. Nó Hay Ly cũng đang tập sống về cái cách như vậy, cho nên dạo này Hay Ly thấy rất là nhẹ nhàng. Thì thôi Hay Ly có một đôi lời tâm sự một chút với cả nhà vậy thôi. Đầu Hay Ly bị nhìn nó lại nặng tiếp rồi cả nhà, mới uống thuốc xong nó nhẹ được một chút á, cái giờ nó lại nặng tiếp rồi. Như là chắc Hay Ly cũng không có ăn gì nguyên ngày á, tại vì nguyên ngày nay á Hay Ly dắt con Hay Ly đi 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 chơi mấy cái kia cái nhà, tại vì mình hứa với nó mình phải dắt nó đi. Ngày hôm qua rất là đi, hôm qua cái bệnh quá đi không nổi, nó buồn nhưng mà nó cũng hiểu là mẹ bệnh, cho nên thấy lên nó hôm nay nữa cái thôi chẳng lẽ mình thất hứa con mình, thôi gán lết đi. Nhưng mà hãy đi đi được một khúc rồi hãy đi lên xe, hãy đi nằm ngủ đợi hai cha con chơi xong rồi ra xe rước chở hãy đi về, chứ Hải Ly cũng không có theo nổi hai cha con cái nhà. Nói thì Hải Ly cảm ơn cả nhà tiếp tục ủng hộ kênh của Hải Ly nha, thương cả nhà rất là nhiều. Bye bye, love you all. Bye bye.